thực chiến, trực quan và có thể giúp thay đổi vận mệnh của doanh nghiệp. Thì đầu tiên thì về nói về chiến lược dài hạn 5 năm thì bản chất thì công ty anh cũng có đường xây dựng, nhưng mà thật sự nó cũng thiếu một cái phương pháp để bám theo, và nó mang tính là tự phát và mang tính cảm, gọi là cảm, tự cảm quan, tự cảm nhận nhiều, nó không có một cái phương pháp để bám theo, nên là nó phần thiếu cái sự logic cũng như là thiếu cái sự rõ ràng. Và phần về phần kiểm soát thực thi thì đúng là trong quá trình khi công ty càng ngày to lên ấy, thì cái việc kiểm soát đó nó lại gặp nhiều vấn đề để mình khiến cho cái việc kiểm soát nó không thật sự nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, nó như nó vượt qua tầm kiểm soát. Những cái chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn cực kỳ là rõ ràng và thực chiến và rất là logic, và đưa cho mình một cái phương pháp, nó chỉ cho mình cách thiết lập một cái mục tiêu 5 năm, một cái phương pháp để thiết lập mục tiêu 5 năm, mình thấy là rất là rõ ràng và rất là đơn giản, dễ hiểu để mình có thể cùng với đội ngũ anh em mình có thể thực hiện điều đó. Và cũng như về cái phương pháp kiểm soát về chi phí thực thi, kiểm soát cái phương pháp thực thi, thì mình thấy là thầy đã chỉ ra một cái phương pháp vô cùng trực quan trên file Excel, và mình nghĩ là đội ngũ của mình sẽ dễ dàng áp dụng được. Thật sự mình rất là thích, đây là buổi lần đầu tiên mình học thầy Ngô Minh Tuấn, nhưng mà thầy rất thích cái phương pháp thầy dạy của thầy, nó rất là thực chiến này, đi rất là, cảm giác là thầy rất hiểu rõ các cái vấn đề của doanh nghiệp như mình, nên thầy đưa ra những cái giải pháp và những cái cách dạy nó rất là dễ hiểu, cũng như là thầy pha những cái việc mà hài hước trong quá trình dạy là mình rất là thích thú, và mình nghĩ là cái kiến thức của thầy nó đi vào cái tâm trí của những học viên như mình rất là nhanh. Đó chính là sự thực chiến của thầy, và nó mang tính áp dụng rất là cao. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.